Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình là mình đây từ từ bá đạo đây người nha. Xin chào anh em của game Poke đại chiến nha, là mình đây từ từ bá đạo đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước khi vào video thì cho anh em xem video vui vẻ và rất mong anh em đi qua trở lại cho kênh mình một like, nhưng mà đăng ký kênh để ủng hộ channel phát triển hơn nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, tiếp tục hành trình đua top xe và mời anh em thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi cập nhật thời tiết mới ngày mới anh em nhá. Ok, và vào đầu video ngày nay thì cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em, một lời sâu sắc đến tất cả anh em đã xem ủng hộ video bên kênh từ từ bá đạo này mình rất nhiều, và giúp anh em đi share và kêu gọi anh em quay trở lại chơi với tôi. Hôm nay lịch trình chúng ta sẽ có báo cát ạ nha, 16:15 đến 17:15 anh em, và tranh thủ giờ nó bắt. Giờ chúng ta sẽ qua con nạc xem mới của tôi nào. Ok, hello ngày thứ hai anh em. Thì đầu tiên thì tôi có điều này muốn nói, thật sự là hơi bất ngờ anh em, thật sự cảm nhận của tôi là thật sự không biết các bạn nào, nhưng tôi nói thật với anh em tôi hơi bất ngờ. Bởi vì hôm bữa tôi nói với anh em rồi, tôi có lập thêm một cái, tôi thì được anh em yêu cầu rất là nhiều, đó là rất nhiều anh em bảo tôi quay trở lại game Poke đại chiến. Thật sự thì tôi cũng rất là nghiện quả game này anh em, thì tôi mới lập thêm cái kênh từ từ bá đạo này, thì với mục đích thì cũng chỉ để là, có nghĩa là qua đây là một kênh dành riêng Poke đại chiến, thì để giao lưu với anh em cho nó vui vui thôi. Tôi thì cũng không nghĩ là nó sẽ được nhiều người xem như vậy, và rất là bất ngờ khi hôm qua đăng video hai video liên tục và đều hơn 1k view rồi các bạn. Thật sự rất là cảm ơn anh em rất nhiều, và rất mong anh em đã đi qua và đã đến với kênh của từ từ đường phố, thì rất mong các bạn sẽ để lại cho kênh một like, nhưng mà đăng ký để ủng hộ channel phát triển hơn nha. Ok, còn đâu về vấn đề nhờ bạn bảo tôi là anh ơi anh đập gui rồi anh ơi anh này anh kia, thì tôi xin thông báo với anh em như này, tôi có đôi lời thông báo với anh em như này nha. Đó là sau một ngày kể cuối hôm qua thì tôi phát hiện ra là tình trạng đua top bình thường xem mà mới bây giờ cực kỳ dễ anh em, và chúng ta có thể đột phá lực chiến. Đây anh em thì nhìn cái tem của tôi là 114k lực chiến, thực ra là nó có thể hơn anh em bởi vì đêm hôm qua là đủ rồi, nhưng mà tôi lại tính để đây để quay clip cho anh em xem đây các bạn nhìn này. Đó, đêm hôm qua là nó đủ tài nguyên rồi các bạn nhá, tôi đủ tài nguyên từ đêm hôm qua rồi cơ, chứ không phải là bây giờ mới đủ đâu các bạn. Cái đống tài nguyên này tôi đủ từ đêm hôm qua rồi đó, chẳng qua là đêm hôm qua là tôi không có dùng các bạn hiểu không. Tôi bảo là thôi để lại để làm clip cho anh em xem. Đó, để hôm nay quay clip, quay trên clip trông cho nó đặc sắc các bạn. Đấy, đột phá này. Đấy, mới lên xương xương các bạn. Đấy là 3. Đấy. Đây. 118, nói chung là trong ngày đầu tiên là anh em tôi nghĩ nếu mà khả năng tôi cày như đêm hôm qua là bởi vì nói thì các bạn sẽ bảo tôi biện lý do, nhưng mà tùy anh em thôi, nhưng mà nếu mà với khả năng tôi cày mà bây giờ cày chuẩn chỉ lại thì chắc chắn là tôi sẽ cày phải ngày đầu tiên phải lên được 150k lực chiến các bạn, hoặc là hơn nữa. Thế nên là tôi sẽ hẹn anh em bây giờ thì tôi sẽ trải nghiệm trước một tháng để tôi trải nghiệm cho nó bớt bơ ngớ với game anh em. Đó, chứ bây giờ không còn bơ ngớ với game nhiều lắm, lâu rồi không quay lại chơi anh em, bây giờ tính năng nó nhiều cái nâng cấp nữa nên là còn nhiều cái bơ ngớ. Thì tôi bây giờ cáo phó anh em như này, tình hình là cái series này thì tôi vẫn sẽ cày, tôi vẫn sẽ làm video, vẫn up lên kênh và vẫn ra thứ các kiểu, vẫn cày mà cày nhiệt tình nha anh em nha, chứ mà cày bừa phứa đâu. Đó, nhưng mà về vấn đề mà lập vui các kiểu thì thôi, để đợi server 999 anh em. Đó, server 999 chính thức tôi sẽ tổ chức một cái sự kiện gọi là đua top VIP không server mới cùng với các bạn luôn. Lúc đó thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau đua top cày cuốc các kiểu anh em, ok chưa? Ok luôn đúng không? Hay là các bạn không ok thì các bạn comment tôi biết. Hôm qua thì tôi ăn pool luôn mốc đá này các bạn này. Đây qua là luôn mốc đá này, hai cả hai ăn luôn mốc đá luôn anh em nhá. Ngoài ra thì đêm hôm qua tôi bắt được cháu rồi nhỉ. Đây. Đây hôm qua tôi bắt được cháu này các bạn. Hôm qua mới bắt được cháu này luôn. Ngay trong đêm hôm qua tôi nói thật với các bạn, không biết ai nói là sai lầm tuổi trẻ này như nào các bạn. Tôi vào mê cung như ngày thường, tôi lướt qua bên này và xuất hiện cháu đây. Từ máy tôi nó bị đơ các bạn ạ, trời ơi cú thế nhờ. Đây các bạn, cháu sâu đây anh em, đây hôm qua xuất hiện cháu sâu bướm rồi. Và tôi vừa qua cái tôi làm luôn một phát như này anh em, thề không biết là mình nghĩ gì luôn các bạn ạ, trời ơi. Thấy nó rồi mà nở tay ấn reset cái không kịp trở tay luôn anh em. Nỡ rồi, thế nào nó bay bắt luôn, thế nào không bắt được các bạn. Ồ, cái cung đầy khó bét rồi. Ok, đây, ngoài ra thì chúng ta tôi mới thêm một cái quả này nữa anh em. Đây. Cái này thì các bạn nên ưu tiên những nhiệm vụ A trước nhá. Đây, kiểu như nhiệm vụ A là mà các bạn nhắm các bạn có ấy, đội hình có ấy. Anh em, ui, sao mà đen thế, thì xem nãy giờ không ra. Đây, như hệ nửa tôi có này, đó. Anh em nhắm vào những cái hệ mà anh em có mà đủ tem đi á, các bạn để cho nó đi thì nó sẽ ngon hơn. Thần thú thì hiện giờ chưa có anh em, để siêu đủ này. Đấy, còn để đi những hệ A này, đánh kỳ chưa đủ à. Đó, thì như này thì anh em sẽ kiếm được nhiều điểm hơn, nâng cấp nó sẽ ngon hơn. Đấy, tôi lưng xương xương qua, giờ lên level 42 rồi. Rồi, giờ chào ngày mới anh em. Bắt đầu ngày thứ hai, khởi nghiệp ngày thứ hai anh em. Bắt đầu đi gom góp thể lực đầu tiên. Đầu tiên là đi gom góp thể lực. Thấy cái máy tôi nó bị lag các bạn ạ. Đấy, anh em xem chịu khó nhé, thỉnh thoảng máy nó bị lật qua lật lại là vì máy nó bị lag các bạn ạ. Nó bị vỡ màn hình, sau đó anh em nó bị vỡ màn hình, thế nên tôi phải quay ngược, quay ngang nó ra.
kiểu để mà tôi đấy cho nó chuẩn anh em đó. PK thì hôm qua tôi lên được 146 đây anh em này, 106 à, 95, 77k cũng căng đấy nhờ. Mà từ từ để tí tôi ra nâng nốt luôn cho đủ đấy anh em, nâng cho hoàn thiện tem luôn. Còn cháu cha rắc nữa là chưa lên mà. Không biết là có đủ không anh em, còn quan trọng là có đủ quả thông không nữa chứ. Mua luôn, rồi đủ rồi các bạn. Đấy, tính ra nếu mà đánh chuẩn nha, trong ngày đầu tiên là tôi bull luôn á. Hôm qua là tôi bull luôn rồi, nhưng mà nói sao nhỉ, tùy các bạn hiểu thôi. Nhưng mà nói chung là ngay ngày đầu tiên hôm qua là tôi thừa sức bull luôn rồi. Nhưng mà hôm qua tôi cày chủ quan anh em, hôm qua tôi tiêu phí kim cương vào những chỗ mà không nên tiêu các bạn ạ. Lâu lắm rồi không chơi nên là nó vẫn bị sai lầm nhiều các bạn. Nhưng mà nếu anh em chơi lâu quá, tôi chỉ cho để hôm sau tôi làm lại series. Bây giờ tôi sẽ cày trước để trải nghiệm, tôi sẽ đúc kết lại hết tất cả những cái mà các bạn lên và làm. Đấy, hôm sau tôi sẽ làm lại nguyên quả series. Vậy tôi sẽ hướng dẫn anh em những cái lên và làm để anh em có thể mà đua top xe vào mới một cách gọi chuẩn chỉ, không bị sai lệch chỗ nào hết các bạn. Đấy, đã như con nào tôi vẫn đang sai lệch rất là nhiều chỗ này. Đấy, tôi cầm ạc là tôi thấy anh em cộng cháu này trước này. Cháu này đem pull skin cho cháu này trước nhá. Cháu này pull skin vẫn hơn nhá. Cha Iraq ấy, skin của nó chỉ book bản clip cho bản thân nó thôi anh em, chứ nó không hỗ trợ cho team. Trong khi hai con còn lại thì nó book, nó hỗ trợ cho team anh em. Đây như cháu này này, khi có mặt tăng 50% sát thương này anh em này. Còn đây cháu này này, đó, hai con nó đều book cho team nên là anh em lên nâng hai cháu này trước. Quay 133k rồi anh em, ngày đầu tiên đấy. Đây, ngày đầu tiên của tôi đây anh em. Giờ thì bắt đầu chuẩn bị bắt đầu hành trình cày cuốc thôi anh em. Đó. Chuẩn bị tinh thần cày cuốc. Nhưng mà đây đây anh em nhìn này, nhìn nó top 18 là các bạn biết rồi, lần sau tôi phải cố gắng leo vào trong top 10 các bạn. Đấy. Đặc biệt là cái lever này này, cái lever này hôm qua tôi chủ quan các bạn, đây này. Hôm qua nó ở đây bán, hôm qua tôi tiêu hơn 5k kim cương các bạn, tính ra là tôi mua được 1k2 luôn đấy, anh em, hơn 1k2 thì được chỗ này luôn. Mà tôi đi mua linh tinh tăng tăng hết à, rất là phí luôn. Cảm thấy hôm qua thấy hối hận thật sự luôn, nhưng mà không biết làm gì giờ, thôi nớ rồi cũng chả làm gì nữa anh em.
Ok đây anh em, đây cũng là một trong những lý do mà tôi nói này các bạn này. Đây, anh em như quạt tiêu thể lực nó sẽ cập nhật hình như 7 ngày luôn à. Thế này tôi biết này là tôi đang vẫn đang bảo để tôi cày trải nghiệm cho anh em. Đây nhưng nếu 7 ngày mà ngày nào cũng như này thì mỗi ngày các bạn chỉ cần 1.200 thôi nhá. Còn 2.200 chỉ cần một lần là được rồi. Đấy. Mỗi ngày anh em chỉ cần 1.200 thôi là các bạn đã có 4 vé cao cấp. Đấy. Tôi nói ngon nhất trong vòng 7 ngày đầu mà anh em cứ ngày nào cũng có một cái dương mở như này. Ở đây được hộp kim loại 3 rồi. Kể cả được hộp kim loại 3 các bạn. Ờ đấy, đấy nhá. Ví dụ như này kể cả được hộp kim loại 3 các bạn, nhưng mà nó vẫn ngon anh em. Đây, hộp kim loại 3 các bạn đây. Đang cho hệ thép hệ thường à, hệ siêu hệ thường. Đây, ngon đấy nhỉ, hay chỉ mang cho ấy nhưng mà thôi. Đeo cho này luôn. Đó. Là anh em đã có những bảo vật ngon lành để cày cuốc cho anh em. Đó, cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, chứ không phải là không đâu. Cực kỳ ngon luôn. Đấy. Cái sương sương buổi sáng đó anh em cần lực chiến nó lên rất là nhanh các bạn. Nói chung cả cái xe mới thấy lực chiến lên rất là nhanh anh em nhá. Ok, cày lấy giờ vẫn không đủ kim cương các bạn, hơi đen. Thôi, thôi. Tổng hợp buổi sáng thế thôi anh em. Đấy, sương sương thì giờ đội hình tôi đã lên được 140m rồi anh em. Đó. Quên độn 140k chứ nó 40m thì quá. Đây chuẩn bị lên level 38 rồi các bạn. Nói chung thì cày level tôi nói thật với các bạn là nó nhanh lắm luôn đấy ạ. Thật sự luôn. Huấn luyện tôi vừa huấn luyện cho chó lên đến 11 này. Hóa thì để xem nào. Đấy, nói chung thì sương sương buổi sáng này thì chắc cứ cày sương sương thế thôi anh em. Bây giờ đi nâng cấp huy hiệu để trưa nay chứ là trưa nay nữa các bạn. Bây giờ trưa nay còn nên được chiến hay không thì phụ thuộc vào trưa nay là nhiều các bạn. Đó, trưa nay sau khi mà nó mở thêm không phải mở thêm mà trưa nay sau khi đi tổ đội lên server X2. Đấy mua thêm lượt các kiểu nữa. Đấy được bao nhiêu quả cáp nữa mới tính cho anh em từ giờ chưa cố gắng lên level 40 để mà luôn phụ bạn bên này. Đó trước mắt là ngày thứ 2 của tôi đến đây rồi anh em. Đĩa skin đây. Nhạc đĩa skin hôm qua tôi dùng đây được có mấy đĩa nữa các bạn này. Không ăn thua, nói chung là không ăn thua. Mở ra toàn đồ không ăn thua các bạn ạ. Nhưng bù lại giờ được dương đồ thứ này nghe ngon nhỉ. Giờ chưa phải lâng cái này lên này. Không đâng được huấn luyện được phát nữa lên là đi đánh tổ đội trong đấy là bị anh em hành sấp mặt ra. Hành mà không làm gì được. Thôi giờ cố gắng lên 40 đây anh em rồi tính tiếp. Ok nói chung thì video buổi sáng này tạm thời tôi xin phép thúc anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nha. Giờ thì bye bye.